Vụ án ngoại truyện xin kính chào quý khán giả. Sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 9 năm 2011, khi thành phố San Jose, một trong những nơi tập trung đông người Việt nhất tại nước Mỹ vừa thức dậy, thì tin tức về việc phát thanh viên Cindy Nguyễn Hữu Trinh, một người nổi tiếng của cộng đồng người Việt tại Mỹ bị mất tích bí ẩn, đã nhanh chóng lan truyền. Sáng sớm, tại quán cà phê Paloma, nơi tụ tập của rất nhiều người Việt tại San Jose, trong đó có những người được xem là thân quen với giới thạo tin, đã bàn tán ồn ào về câu chuyện cô Cindy bị mất tích. Nhiều người từ quán cà phê đã gọi điện trực tiếp đến văn phòng công ty bất động sản PN của cô để hỏi thăm tình hình và nhân viên ở đây xác nhận nguồn tin cô bị mất tích là có thật và hiện chưa ai biết số phận của cô ra sao. Khi thông tin về vụ mất tích được xác nhận, cả bàn cà phê lạnh toát người vì hầu hết đều quen biết cô. Tại tòa soạn của một số tờ báo của cộng đồng người Việt, điện thoại reo liên tục. Bạn bè lo lắng cho cô, nhiều anh chị em đã in các tờ rơi xuống đường phân phát với hy vọng tìm thấy cô an toàn trở về nhà. Thông tin cho biết khoảng hơn 11 giờ trưa thứ Sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2011, cô Cindy Nguyễn rời khỏi văn phòng công ty bất động sản PN, là nơi cô làm việc trong suốt 2 năm qua, bằng chiếc xe Lexus màu trắng đời 1997 ES300 của mình. Khoảng 12 giờ, cô đã gọi về văn phòng cho biết xe của mình trục trặc ở địa điểm cách bãi đậu xe trong khu mua sắm The Planter khoảng 1 dặm trên đường Kirtner và Monterey. Nhân viên trong văn phòng kể lại rằng đó là lần cuối cùng chúng tôi nghe thấy cô ấy nói. Chúng tôi đã chuẩn bị đến để giúp cô ấy. Nhưng vài phút sau, cô ấy gọi lại và nói với chúng tôi đừng lo, đã có một người tốt sẽ làm cho tôi. Thế nhưng sau đó, Cindy không về nhà, người thân cũng không liên lạc được. Và sau khoảng 4 giờ chiều, gia đình cô Cindy Nguyễn đã báo với cảnh sát cô bị mất tích. Trong lúc rất nhiều người thân và bạn bè đang từng phút cầu mong cô được bình an, thì họ lại nhận được thông tin Cindy Nguyễn Hữu Trinh đã bị giết chết rồi. Người ta phát hiện cô vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy tại 500 Block phía Bắc đường số 12, thành phố San Jose. Cảnh sát đã tìm thấy Cindy trong một gara ô tô của một gia đình. Cô được bọc trong một cái chăn, bị còng tay, có một chiếc áo quấn quanh đầu che mắt và có một lỗ đạn giữa hai mắt tương ứng với một lỗ trên áo. Cô đã được tuyên bố là đã chết tại hiện trường. Những người đã chờ đợi tin tức về số phận Cindy từng phút một đã phải rơi nước mắt vì thông tin này. Tối 23 tháng 9, một đồng nghiệp của cô tên là Nick Phạm đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm Cindy tại The Planter Shopping Center, là nơi cô bị bắt cóc vào một tuần trước đó. Trong sinh hoạt cộng đồng ở San Jose, chưa bao giờ có một buổi tưởng niệm người quá cố đông như tối thắp nến cho Cindy. Hàng ngàn ngọn nến đã tỏa sáng trời đêm. Theo lời bà Trương Gia Vi, chủ nhiệm tuần báo Diễn đàn Việt và là người trong ban tổ chức cho biết, nhà quan Oak Hill tặng 800 cây nến, ban tổ chức cung cấp 600 cây nến nữa, nhưng cũng không đủ cho mọi người đến dự. Nhiều quan chức thành phố đã có mặt, từ phó thị trưởng Madison Nguyễn, các nghị viên Sam Nicado, Rose Herrera cho đến chỉ huy trưởng cảnh sát Chris Moore, chỉ huy phó Phan Ngô. Các cơ sở truyền thông Việt, Mỹ đều cử phóng viên đến tường thuật. Mọi người đã phát biểu lời chia buồn cùng gia đình cô Cindy Nguyễn và kêu gọi sự đoàn kết, hợp tác của cộng đồng trong việc giúp đời sống, an ninh thành phố được tốt đẹp hơn. Trong muôn ngàn ánh nến tỏa hơi ấm đem tình đồng hương và tình người gần lại với nhau. Có người đến với Cindy vì họ đã được cô giúp đỡ mua nhà để an vui cuộc sống. Vì họ là người của những hội đoàn đã có sự bảo trợ đóng góp của Cindy. Vì họ là đồng nghiệp hay chỉ là những người bạn nghe đài qua các chương trình phát thanh ban mai vào buổi sáng và dạ thanh vào buổi chiều do cô phụ trách trên làn sóng 1290 AM. Bạn bè của Cindy Nguyễn cho biết họ không tập trung vào tội ác hoặc bị cáo. Họ muốn tôn vinh cuộc sống phi thường của cô ấy. Ca sĩ Ý Lan xúc động trước cái chết bất ngờ của một người phụ nữ Việt đã bay từ Nam California đến thung lũng Hoa Vàng, cất tiếng hát. Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Giọng hát trầm lắng giữa đêm khuya, trong ánh nến và những giọt nước mắt tiễn đưa một người bạn hiền của cộng đồng Việt sang thế giới bên kia. Cindy Nguyễn Hữu Trinh là một bà mẹ ba con, dù đã ly hôn chồng nhưng cô luôn cố gắng để lo cho cuộc sống của các con được đầy đủ. Những người gần gũi Cindy nhận xét cô là người phụ nữ giỏi, đảm đang, hiền và vui vẻ. Cô từng làm việc trong một văn phòng du lịch,
Nhưng đến đầu năm 2000, Cindy Nguyễn đã rất thành công với công việc là chuyên viên địa ốc. Công ty địa ốc Lacamiru Estate của Cindy Nguyễn đầu tư khắp nơi, thời hưng thịnh, đã có trên 300 người cộng tác. Sinh nhật của công ty được tổ chức tại khách sạn The Mirage, sang trọng ở Las Vegas. Với tất cả chi phí vé máy bay, ăn ở, được chủ nhân của Lacamiru Estate, Cindy Nguyễn đài thọ. Ngoài việc ưu đãi cho nhân viên, Cindy Nguyễn còn cúng dường cho rất nhiều ngôi chùa ở San Jose và Việt Nam. Những tổ chức hội đoàn, truyền thông nhờ giúp, Cindy không bao giờ từ chối. Một số bạn bè cho biết, Cindy đã từng hỗ trợ để khơi nguồn ánh sáng cho rất nhiều người mù, nghèo tại Việt Nam và dự định sẽ làm nhiều việc hướng thiện nữa. Năm 2005, công ty Lakami của Cindy Nguyễn dọn về một tòa nhà trên đường Queen. Sau đó một thời gian, Cindy Nguyễn đã mua một tòa nhà rất lớn ở đường số 10, rồi dọn công ty về đó. Công việc mỗi lúc một phát đạt, Lakami được xem như là công ty địa ốc tầm cỡ nhất của người Việt ở vùng Vịnh. Thế nhưng, vào năm 2008, ngành địa ốc Mỹ lao dốc. Nhiều nhà đầu tư mất trắng, Cindy Nguyễn không thoát khỏi số phận đó. Thu nhập lao đao, thiếu hụt, trăm bề khó khăn. Giữa năm 2009, Cindy Nguyễn quyết định mở hướng về Việt Nam kinh doanh bất động sản. Cô chấp nhận mọi thử thách, vật vã với môi trường mới, nhưng cũng không đạt được ý định, đành trở về lại San Jose vào mùa hè năm 2010. Nhiều bạn bè khuyến khích và giúp đỡ Cindy trở lại ngành địa ốc. Cindy Nguyễn đã lập nghiệp trở lại cùng với những người bạn của mình với công ty PN Real Estate Group. Cô làm việc không mệt mỏi cả ngày lẫn đêm. Tháng 2 năm 2011, Cindy Nguyễn được mời cộng tác trong chương trình phát thanh Ban Mai và Dạ Thanh trên làn sóng AM 1290. Tuy mới nhập cuộc với công việc làm truyền thông, nhưng nhờ giọng đọc và tài ứng trí nhanh nhẹn, nên chỉ 2 tháng sau, lượng thính giả đón nghe chương trình của Cindy Nguyễn rất đông. Từ đó, Cindy Nguyễn trở thành một sứ ngôn viên chuyên nghiệp và là một giọng nói mỗi buổi sáng được đón nhận nhiều nhất. Bên cạnh đó, công ty địa ốc mới PN Real Estate của Cindy và bạn bè đang có những tín hiệu tích cực trong kinh doanh. Ai cũng mừng cho cô. Mọi người luôn nhớ đến Cindy Nguyễn với khuôn mặt hiền từ, vui vẻ, nhớ nụ cười rạng rỡ sau những lần talk show trên làn sóng. Thật ra, báo chí Mỹ đều viết sai tuổi của Cindy Nguyễn. Cô không phải tuổi 60 mà chỉ trên 50. Thế nhưng, từ lúc đến Mỹ, giấy tờ bị ghi sai năm và cô giữ tuổi sai đó đến khi qua đời. Tang lễ của Cindy Nguyễn được tổ chức vào ngày 26 tháng 9 năm 2011, lúc 2 giờ chiều. Thật khó để chấp nhận sự thật rằng cô đã nằm xuống, mà hình ảnh khi ấy đầy bi ai. Hung thủ là ai? Những năm trước, San Jose được biết đến như một trong 10 thành phố lớn an toàn nhất Hoa Kỳ. Trung bình có 20-33 trường hợp tội ác sát nhân trong một năm. Đó là tỷ lệ khá thấp ở một thành phố có 1 triệu dân vào thời điểm đó. Tuy nhiên, theo báo Mercury News, cái chết của cô Cindy Nguyễn là án mạng thứ 33 xảy ra trong thành phố năm 2011. Con số này đã cao bằng số án mạng của cả năm 2010, dù còn hơn 3 tháng nữa mới hết năm. Địa chỉ nơi người ta tìm thấy Cindy Nguyễn chính là tại gara của gia đình một người đàn ông tên là Paul Ray Castillo, 33 tuổi, cư dân San Jose. Chính người thân trong gia đình Castillo đã báo với cảnh sát rằng có một thi thể trong gara ô tô, cũng đồng thời là nhà kho và nơi sinh hoạt của gia đình họ. Người này đã nói với cảnh sát rằng vào ngày hôm trước, Castillo đã yêu cầu người nhà mình không được vào trong gara này. Như vậy, Paul Ray Castillo chính là nghi can sát thủ trong vụ án. Thu thập thông tin và điều tra về Castillo, cảnh sát cho biết ngoài vụ án Cindy Nguyễn, trong vòng 10 ngày trở lại đây, gã đàn ông này đã gây ra một chuỗi tội ác liên tiếp. Thị trưởng thành phố San Jose, ông Chakri tuyên bố thành phố đã ra một phần thưởng trị giá $10,000 cho những thông tin dẫn đến việc bắt giữ hung thủ và kết án trong trường hợp này. Chuỗi 10 ngày tội ác. Theo giới chức điều tra, chuỗi hành vi tội ác của Paul Ray Castillo bắt đầu vào buổi chiều ngày 6 tháng 9 năm 2011. Hôm đó, hắn đã gặp một người tên là Michael Vistan, người đang giao bán chiếc xe Nissan 300ZX đời 1985 của mình. Castillo đóng vai là người đi mua xe. Sau khi Castillo đưa cho Vistan một số điện thoại và một cái tên giả, hắn ta được phép lái thử.
nhưng Castillo đã không trả lại xe cho Vistan mà cướp luôn xe đó. Số điện thoại hắn cung cấp cho Vistan sau đó được xác nhận là của chính hắn. Tiếp theo, đến ngày 9 tháng 9 năm 2011, khi cô gái Rosemary Desiver đang lùi xe ra khỏi đường lái của mình, đã vô tình cắt ngang Castillo, người đang lái một chiếc xe thể thao cũ hơn. Hắn ta đã đi theo Desiver, dừng xe bên cạnh cô, hét những lời thô bỉ và chĩa súng lục đen vào cô. May mắn, điều tồi tệ nhất đã không xảy ra với cô gái. Vụ việc thứ ba xảy ra vào tối 13 tháng 9 năm 2011. Một người tên là Tú Bùi đang ở một nhà hàng cùng với bạn thì phát hiện có một gã lạ mặt đang đột nhập vào chiếc Mercedes ML500 của mình. Gã đàn ông này sau khi thấy Bùi tiến đến đã nói rằng: "Cậu bé, tôi bắt được cậu rồi." Rồi hắn lái xe đi. Gã đàn ông đó được Tú Bùi nhận diện chính là Castillo, và chiếc xe hắn lái được xác định chính là chiếc Nissan bị đánh cắp của Vistan. Hắn đã cố gắng cán qua Bùi khi bỏ chạy. Sáng ngày hôm sau, ngày 14 tháng 9 năm 2011, Castillo đã tiếp cận Srikan Kaligotla khi anh này đang ngồi trong xe tại bãi đậu. Castillo đã chĩa một khẩu súng lục đen vào Kaligotla, yêu cầu anh ta giao nộp tài sản của mình. Anh này đã buộc phải đưa cho Castillo ví, iPhone và đồ trang sức. Castillo đã trốn khỏi hiện trường trên một chiếc Nissan đời cũ. Kaligotla đã cung cấp cho cảnh sát biển số xe Nissan trùng khớp với chiếc xe bị đánh cắp của Vistan. Theo giới chức điều tra, nạn nhân tiếp theo của Castillo là một người đàn ông 42 tuổi ở San Jose, tên là Chín Lâm. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng, ngày 16 tháng 9 năm 2011. Cảnh sát cho biết Castillo đã chạy tới trạm xăng tại Lincoln và Kirtner Avenue trên một chiếc xe Nissan 300Z màu nâu đã được báo cáo bị đánh cắp 10 ngày trước đó. Hắn đã yêu cầu Chín Lâm giao nộp tài sản của mình. Khi Lâm không tuân thủ, hắn đã bắn vào bụng anh này rồi phóng đi. May mắn, tình trạng thương tích của Lâm không nguy hiểm tới tính mạng. Anh được đưa tới trung tâm y tế thung lũng Santa Clara để điều trị. Lâm và các nhân chứng khác đã xác định chắc chắn Castillo là thủ phạm trong một bức ảnh thu được từ video giám sát ở hiện trường. Sự việc tồi tệ nhất xảy ra vào khoảng 11 giờ 50 sáng ngày 16 tháng 9 năm 2011. Cảnh sát đã nhận được thông tin của một nhân chứng về vụ bắt cóc và cướp xe tại một trung tâm mua sắm địa phương. Nhân chứng cung cấp thông tin rằng đã nhìn thấy một người đàn ông khống chế một người vào ghế sau của một chiếc xe hơi màu trắng, đồng thời đã nghe thấy tiếng nổ lớn vang lên. Cảnh sát xác định rằng nạn nhân là một người phụ nữ 60 tuổi và người phụ nữ không may mắn ấy chính là phát thanh viên gốc Việt Cindy Nguyễn Hữu Trinh. Chiếc Nissan được mô tả như là phương tiện tẩu thoát tại hiện trường xảy ra vụ bắn súng ở trạm xăng trước đó đã được tìm thấy ở khu mua sắm nơi mà Cindy bị cướp xe. Chiếc xe đó là của Vistan, đã bị Castillo cướp và Castillo chắc chắn có liên quan tới các chuỗi vụ việc kể trên. Cảnh sát cho biết nghi phạm Castillo lần cuối cùng được nhìn thấy. Hắn mặc một chiếc áo trắng pha đỏ, quần màu đậm, có mái tóc đen và ngắn, mắt nâu và bộ ria mép mỏng. Hắn ta được mô tả là một người đàn ông gốc Tây Ban Nha, cao 5 feet 9 inch và nặng 210 pound. Các viên chức đã kêu gọi bất cứ ai nhìn thấy hắn thì hãy gọi ngay cho 911. Cái chết của Cindy Nguyễn Hữu Trinh đã gây ảnh hưởng lớn đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt và cũng cho thấy an ninh tại thành phố San Jose cần phải được kiểm soát mạnh hơn. Tại một cuộc họp báo ngắn vào buổi trưa thứ Bảy, cảnh sát từ chối tiết lộ Cindy Nguyễn đã chết như thế nào. Vào buổi chiều tối thứ Bảy, cảnh sát đã kiểm tra những báo cáo mới nhất về những chiếc xe bị mất cắp, nhưng hành tung của Castillo vẫn là một bí ẩn. Hung thủ lộ diện. Vào lúc 6 giờ 11, cảnh sát thành phố San Jose là Hudson Buller và các đồng nghiệp khi đi tuần đã nhìn thấy một chiếc xe Lexus có những đặc điểm giống xe của Cindy Nguyễn trên đường King và đường Barry S. Road. Khi cảnh sát đến gần, người lái xe đã tăng tốc độ về phía họ và cán qua cảnh sát Hudson Buller. Ngay lúc đó, một trong những cảnh sát đã bắn 7 phát trúng vào chiếc xe. Người lái xe đã không bắn trả và giới chức không biết hắn ta có bị bắn trúng hay không, nhưng hắn đã trốn thoát. Chiếc xe Lexus của Cindy Nguyễn bị bỏ lại trong khu vực sau vụ nổ súng. Trên xe, họ tìm thấy một chiếc điện thoại di động thuộc về Castillo, một khẩu súng lục, ổ quay Magnum 357 màu đen và một số vật dụng của Cindy Nguyễn.
Một cuộc kiểm tra cho thấy viên đạn với khẩu súng lục ổ quay được tìm thấy trong chiếc Lexus hoàn toàn trùng khớp với loại đạn trên cơ thể của cô Cindy Nguyễn. Cảnh sát thành phố San Jose cảnh báo Castillo là một kẻ rất tàn bạo và nguy hiểm. Đội đặc nhiệm SWAT, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm giết người và thanh tra các vụ trộm cướp cũng đã được huy động vào công cuộc tìm kiếm nghi can này. Sau nhiều ngày truy lùng gắt gao, khoảng 19:30 tối 18 tháng 9 năm 2011, cảnh sát thành phố San Jose đã bắt được nghi can Paul Ray Castillo tại một nhà hàng pizza ở phía tây Sacramento. Sau đó, hắn đã được di lý về San Jose, kết thúc 3 ngày truy quét đối tượng. Trước đó, Castillo đã nhận được sự hỗ trợ từ hai cá nhân để trốn khỏi Bay Area. Đó là hai nhân viên của tiệm dược phẩm Treehouse Marijuana Collective ở số 190 Commercial Street hướng bắc thành phố San Jose, ông Juan de la Sierra, đồng chủ tiệm thuốc, và cô Diana Figuera, một nhân viên của tiệm. Được biết, cô này đã lái xe chở Castillo đến Sacramento sau khi hung thủ thoát được cuộc vây bắt quy mô của cảnh sát. Những người này cũng có liên quan đến một nhóm sản xuất mua bán cần sa. Thứ Tư, ngày 21 tháng 9 năm 2011, tiệm thuốc này đã đóng kín cửa. Cảnh sát đã đến đây khám xét với chát tòa. Tuy nhiên, sáng thứ Tư, ngày 21 tháng 9, ông Joe Garcia, đại diện cảnh sát San Jose, không cho biết liệu ai có bị bắt, liệu Castillo có trú qua đêm tại tiệm hay thêm chi tiết gì khác hay không. Người chủ nhà cho hay ông đã cho những người chủ của tiệm bán dược phẩm này thuê. Ông ta cho biết những người này có vẻ đàng hoàng và trả tiền thuê chỗ đúng hạn. Họ đã khai trương tiệm trong tháng 6 năm nay. Đến thứ Sáu, ngày 23 tháng 9, cảnh sát San Jose loan báo đã hủy bỏ bắt giữ đối với ông Juan de la Sierra, đồng chủ tiệm bán dược phẩm ở San Jose, còn cô Diana Figuera thì đã bị bắt giữ trước đó. Cũng trong chiều thứ Tư, ngày 21 tháng 9, Paul Ray Castillo đã xuất hiện trước tòa án. Hắn có vẻ bị chấn động tinh thần mạnh. Khi xuất hiện, Paul Castillo dường như đã khóc. Tại phiên tòa, ánh mắt anh ta chạm vào hai người đàn ông trẻ hơn mà anh ta quen biết trong đám đông, thì tiếng nức nở của anh ta trở nên rõ ràng hơn. Luật sư bào chữa công của Castillo tên là Ken Mandel cho hay nghi can bị sốc rất nặng và ông sẽ đấu tranh với bất kỳ nỗ lực nào nhằm tìm kiếm án tử hình và tin rằng thân chủ của mình có vấn đề về tâm thần, có thể đóng vai trò trong chiến lược bào chữa. Luật sư bào chữa công cho biết, tôi đã nói chuyện ngắn gọn với anh ta tại khoa tâm thần của nhà tù. Anh ta khóc không ngừng. Bạn có thể thấy trường hợp đó xảy ra ngày hôm nay và anh ta đang được theo dõi tự tử trong 15 phút. Có nghĩa là cứ 15 phút lại có một cảnh sát nhà tù kiểm tra Castillo. Thái độ đó hoàn toàn trái ngược lại với sự lạnh lùng của Castillo khi hắn đã gây ra một chuỗi hành vi tội ác trong suốt 10 ngày. Tội của hắn nhiều hơn là những gì người ta tưởng. Paul Ray Castillo đã bị buộc tội theo đơn khiếu nại sửa đổi lần thứ 2 với 9 trọng tội bao gồm 1. Giết người, 2. Bắt cóc trong khi cướp xe, 3. Cố gắng cướp cấp độ 2, 4. Tấn công cảnh sát bằng vũ khí chết người, 5. Cướp cấp độ 2, 6. Trộm cắp xe hơi, 7. Tấn công bằng vũ khí chết người khác ngoài súng, 8. Trộm xe và 9. Tấn công bằng súng. Hồ sơ về Castillo còn cho thấy, ở độ tuổi vị thành niên, hắn đã từng bị cáo buộc đột nhập nhà ở và cướp xe bằng cách sử dụng súng cá nhân. Vì phạm tội khi đã đủ 16 tuổi trở lên, nên Castillo đã bị xét xử theo bộ luật phúc lợi và viện dưỡng. Vào ngày 7 tháng 8 năm 2012, Castillo đã nhận tội với các tội danh 1, 2, 3, 5, 6, 7 và 8, không phản đối các tội danh 4 và 9. Đồng thời, hắn thừa nhận tất cả các cáo buộc trong đơn khiếu nại sửa đổi lần thứ 2. Castillo đã từ bỏ quyền được xét xử sơ bộ và cũng được cho là đã từ bỏ quyền kháng cáo sau khi nhận tội và tuyên án. Trong một phiên tòa riêng biệt 2 ngày sau đó, tòa án đã làm rõ và bị cáo đồng ý rằng khi nhận tội danh 1, bị cáo thừa nhận rằng mình đã phạm tội giết người cấp độ 1. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2012, tòa án đã tuyên án bị cáo tù chung thân không có khả năng được ân xá theo mức 1, liên tiếp từ 208 năm đến tù chung thân, liên tiếp từ 40 năm. Kẻ thù ác đã phải đền tội, nỗi đau mất mát không biết đến bao giờ nguôi, nhưng pháp luật vẫn luôn công bằng, luôn ủng hộ và bảo vệ lẽ phải. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người băn khoăn rằng bản án tù chung thân không ân xá liệu có xứng đáng với những tội lỗi mà bị cáo đã gây ra hay không, hay cần phải có hình phạt nghiêm khắc hơn.
Kết thúc phiên tòa, Phó Biện lý quận James Leonard đã phát biểu rằng mặc dù cái chết của Cindy Nguyễn thật bi thảm và vô nghĩa, nhưng chúng tôi may mắn vì Paul Castillo đã không ra tay thêm bất kỳ ai khác. Mặc dù điều đó không làm cho các nạn nhân của anh ta cảm thấy được trọn vẹn, nhưng lời biện hộ trong trường hợp này đảm bảo rằng Paul Castillo sẽ không bao giờ quay lại cộng đồng để làm hại bất kỳ ai nữa. Hồ sơ của vụ án đã khép lại, cuộc đời của Cindy Nguyễn Hữu Trinh, người con xa xứ cũng đã khép lại. Tuy rằng đó là một tấm thảm kịch, nhưng ở thế giới bên kia, có lẽ cô cũng sẽ cảm động vì những điều mà những người thân yêu đã dành cho cô vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Video của vụ án ngoại truyện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.